gặp nhau bao giờ, yêu nhau lúc nào mà cảm giác lúc này là khổ đau. Đời quá phũ phàng, đôi ta điêu tàn, trải qua bể sâu bao trầm luân. Anh đành hẹn em, kiếp sau sẽ xuống dày. Bao nhiêu yêu thương đành chôn sâu. Xin dừng lại đây, giấc mơ của đôi mình. Để nhìn em xót xa bên người ta. Anh đành nhìn em ra đi, anh đành nhìn em qua sông. Nước mắt em rơi theo dấu bể mùa xưa. Anh còn nợ em yêu thương, anh còn nợ em tương lai. Nhắm mắt buông tay, ta đợi chờ kia sau. Nhắm mắt buông tay, ta đợi chờ. Cha uống thêm cửu thuốc nữa nghe, bớt nóng rồi nè. Ừ. Cái thuốc này có bộ ổn nghe con. Cha mới uống một vài thang mà thấy người nó khỏe, ngực nó nhẹ hẳn luôn đó con. Dạ, nghe cha nói vậy á, con mừng lắm. Vậy là thuốc này trị đúng bệnh rồi hen cha. Chắc cha uống hết 10 thang này là khỏe luôn đó nghe. Con đừng có lo. Dạ. Dạ, thưa thầy con mới qua. Ủa, thằng Nghĩa. Dạ. Cha, đêm hôm đi đâu qua đây vậy con? À, dạ thưa thầy, bữa giờ con để ý thấy thầy cũng chưa khỏe hẳn, nên con có bó lá sông này, con biếu thầy, để lỡ ban đêm mà thầy có ấn lạnh á, thì cũng có cái để mà xong. Chà, tội nghiệp nhỏ ghê không. À, Bông nè. Dạ. Con coi cất cái bó lá sông này xuống bếp, rồi sẵn dọn cái chén thuốc này luôn. Dạ. Nghĩa nè. Dạ. Ngồi đây với thầy. Dạ. Giờ thầy hỏi thiệt nghe. Con với con Bông á, có tình ý với nhau phải không? Dạ. Thầy không nói, nhưng mà thầy để ý thấy là hai đứa thương nhau lâu rồi. Thầy thấy tụi con cũng đã tới tuổi dựng vợ gả chồng rồi. Con có tính chuyện này chưa? Dạ, con thưa thiệt với thầy, con cũng tỏ ý với Bông rồi, nhưng mà có vẻ Bông còn nấn ná. Bông có nói với con là chừng nào em lễ ra nghề rồi á, thì lúc đó Bông mới an tâm mới đi lấy chồng. Con coi đôn đốc nó nghe. Dạ. Về phần thầy á, thì thầy đã ngầm chọn con cho con Bông rồi, cho nên con cứ yên tâm. Nếu được á thì con về
thưa với anh chị Bển, qua nói chuyện với thầy, chắc chắn thầy sẽ chấp thuận. Dạ. Đảo, cái này bên này mà. Lộn chút làm thấy ghê à. Thấy cậu làm sao á? Thấy cậu lạ lắm nghe. Lạ gì? Tao bình thường mà. Em thấy cậu không bình thường chút nào á. Tối giờ cậu phân tâm dữ lắm à. Cậu tương tư ai hả? Hả? Cậu. Dạ. Mày thấy con gái của ông giáo thứ hay sao? À, vậy là em đoán đúng rồi nha. Cậu khoái con gái lớn của ông giáo thứ à? Tư nó đẩy đà như vậy, tao không khoái mới lạ. Vậy cậu? Tao mới tưởng tượng có một chút mà, rạo được. Cậu làm em cũng rạo rực theo. Ý em nói theo cậu á. Thầy cậu, thầy đến ngày mai em dò la coi cậu có ai chưa. Cũng được. Dạ. Nhưng mà tao nghĩ trai chồng dùng dễ dàng gì bỏ qua một đứa con gái đẩy đà như bông. Chắc chắn là có mối rồi. Mày cứ dò la đi, rồi báo tao sau. Dạ. Ừ, bên kia. Tao biết. Hôm nay là tháng 4 ngày rằm. Tôi có ít bánh trái để dâng lên cúng cô. Dòng linh của cô sống khôn thác thiên. Xin cô tha tội cho tôi. Hơn 20 năm qua, cứ tới ngày này là tôi nhớ tới cô. Tôi xin cô bớt oán trách tôi. Trời cũng lạnh rồi đó, thêm vô nhà đi, để còn lo cho thầy nữa. Dạ, anh nghĩ về cẩn thận nha. À, hồi nãy anh có nói chuyện với thầy, thầy biểu anh về thư với ba má để được hỏi cưới em. Lần này em mừng nghe, nên còn nói chuyện với ba má nữa. Dạ, thiệt tình lúc này em chưa có muốn làm đám cưới, tại em lo. Em lo cái gì nữa, anh đã nói với em rồi mà. Anh sẽ cùng với em gánh vác mọi chuyện. Thôi cứ để vậy đi em, đừng có bắt anh chờ nữa. Với lại thầy cũng đã thuận ý rồi mà. Anh về nha. Không có gì. Em tính hỏi là mấy hôm nay anh Trọng Hiếu sao rồi? Anh thấy anh hai cũng bình thường, không có phát bệnh nữa. Nhưng mà có vẻ giống như là anh hai đang bực bội chuyện gì. Dạ. Em cũng thấy hình như anh Trọng Hiếu đang có chuyện gì khó nói á.
Anh nhớ hỏi han ảnh thường xuyên nha. Bệnh của ảnh á, rầu nhiều không có nên đâu. Em biết rồi. Cụ, dạ. Em đổ đi. Dạ. Đây con bóp chân cho má dễ ngủ nghe. Hồi nãy phân thuốc có lẫn lộn gì không con? Dạ không, con phân thuốc đúng loại. Má cứ đánh giá thấp con không à. Ba cái chuyện phân thuốc thằng cũ con làm thạo thì huống hồ gì con. Má không có coi thường con. Trong mắt má, con là một đứa thông minh. Nhưng chính vì thông minh mà con hay tự phụ, bởi vậy mới mắc sai sót. Vậy là má đang khen con hay là chê con vậy? Khen hay chê gì á thì má vẫn thương. Thôi, được rồi, cho má đi ngủ. Con cũng ngủ sớm đi. Dạ. Ngày nào con cũng thấy má đem mấy cái áo này lên giường hết. Còn lớn rồi, chưa có vừa đâu. Má cứ đem ra ngắm hoài vậy. Đây con đem cất nha. Thôi thôi thôi, đừng có cất. Để cho má. Má phải ôm nó thì mới dỗ giấc ngủ được. Má thương con tới vậy hả? Mà má, mấy cái áo này lâu rồi, đâu còn mùi của con nữa. Sao mới ghiền dữ vậy? Thôi, con đi ngủ sớm đi. Dạ. Vậy má ôm mấy cái áo của con ngủ ngon nghe. Dạ má, má ngủ ngon. Sao nay bé Út thức khuya dữ vậy? Dạ, em ráng theo xong cái khăn này đi ngủ liền. Mèn ơi, hôm nay theo khéo dữ ta. Đẹp không hai? Thì hai mới vừa khen rồi đó. Mà bé Út theo cái khăn này chi vậy? Theo cho quen tay hay là có ý muốn tặng ai? Em tính tặng thầy Du. Tặng thầy Du? Thì hai cũng thấy rồi đó. Thầy tử tế với cha của mình. Rồi còn có bữa cho thuốc cha mà không lấy cắt nào hết trơn. Nên là em muốn cảm ơn thầy thôi. Thì hai có nói gì đâu mà sao em phân bua dữ vậy? Em không có nói gì đâu. Nhà mình nghèo, chị hai ráng kiếm tiền để lo cho em có cái nghề mai. Lo mà học cho chuyên cần, mai mốt ra có cái nghề đỡ cực tấm thân. Đừng có mơ mộng quá. Hai chị em mình đâu có bằng người ta. Em biết rồi.
đâu có bình thường như con người ta. Nó nói là để nó lấy người nó ưng, nhưng biết người nó ưng có chịu lấy nó hay không, tôi thì không dám nói trước mặt nó như vậy. Tôi sợ nó tủi thân. Tôi cũng cầu mong sao cho thằng Trọng Hiếu nó sớm có vợ, cầu mong sao cho nó lấy được một đứa nào ngoan hiền nết na, cảm thông cho nó, chăm lo cho nó. Chứ tôi với bà có lột da sống đời đâu mà kề cận nó hoài được. Mình đúng là thật bất hiếu. Ba má đã khổ cực vì mình quá nhiều rồi, vậy mà cái chuyện lấy vợ, có con cho ba má an lòng, mình cũng không nghe. Mình thương Bông, nhưng chắc gì Bông đã thương mình. Mình cũng không thể dạy Bông với chú ba. Mình phải nghe lời ba má thôi. Ai đó? Má đây. Dạ. Má, con tưởng má ngủ rồi. Đêm nay má thấy khó ngủ quá, tính đi ra ngoài hóng mát. Thì ngang thấy phòng con còn để đèn, sao giờ này con còn chưa ngủ? Dạ, con cũng thấy khó ngủ. Còn đau ở đâu hay là suy nghĩ chuyện chi? Con không có đau. Má. Ừ. Chuyện con với cô Hai Thắm, con... Con tính sao? Dạ... Con thuận theo ý ba má. Sao má không nói gì hết? Con nói là con chịu phép. Nếu mà chú Thím Tư Trên chịu lời, nếu cô Hai Thắm ưng con, con cũng sẽ đồng ý làm đám cưới. Má nghe, má hiểu hết rồi. Có điều má đổi ý, má nghĩ con người này hợp với con hơn là con Hai Thắm. Là ai vậy má? Từ từ rồi con sẽ biết. Không có xa lạ gì với con đâu. Hay má nói cho con biết đi. Má đã nói là từ từ con sẽ biết. Lần này má không nói vì sợ chuyện không thành. Dạ. Con à, má thương con nhiều lắm. Má làm tất cả là điều muốn có lợi cho con. Chỉ cần con hiểu như vậy và thuận theo ý má là má mừng lắm rồi. Dạ, con nhớ mà. Từ bây giờ ba má biểu con ưng ai, con cũng không dám cãi. Ba má chịu cực vì con nhiều rồi, con biết mà. Dạ em làm xong rồi, chị Bông xem giúp em. Ờ, muốn cập thẳng lên nha, không hay rồi đó. Ừ. Dạ. Được rồi nè. Nhưng mà chỉnh cho chị cái chỗ này chút xíu thôi đi, rồi đem ra chị coi. Dạ. Ờ, dạ, tôi Thím. Hôm rồi ông giáo vẫn mạnh chứ con? Dạ, mấy hôm nay cha con cũng đau à, nhưng mà thời may có bà thầy Lan trên thị xã cũng mát tay, cắt cho mấy thang thuốc, cha con uống thấy hạp. Cho Thím gửi lời thăm ông giáo, có dịp chú Thím ghé nhà thăm ông sao? Dạ, con cảm ơn chú Thím. Con mừng dịp tiếp đi. Dạ.
Cô hai, cho tôi hỏi Tâm, cô biết nhà không giấu thứ đâu không? Dạ, tôi mới tới xíu này, tôi không biết Tâm chứ. Cô ba! Cô lại! Cô ba lại! Cô ba lại! À, chào cô ba. Trời nắng gì cô đi, nắng rồi, chắc cực lắm cô ba. Dạ. Ủa, nhà cô ba đâu vậy? Anh tìm nhà tôi có chuyện chi? Thầy tôi biểu tôi xuống đây đem thêm thuốc bổ cho ông giáo. Thầy Du gửi thuốc hả? Dạ. Thầy Du lo cho cha tôi quá vậy. Mà không rài, thầy Du thầy có mạnh giỏi không? Dạ, mạnh giỏi. Nhưng mà... Nhưng mà sao? Thầy Du có chuyện gì hả? Thầy Du bình thường. Chỉ có tôi, tôi gian nắng rồi sớm mau giờ đổ mồ hôi cục lội bộ muốn gãi giò để tìm nhà cô ba, mà cô ba không hỏi thăm tôi tiếng nào tôi buồn. Anh xạo không? Dân tình dùng này ai mà không biết nhà của tôi. Anh hỏi là người ta chỉ tới nơi luôn á, cách có con sông à. Mà thôi, sẵn giá mặt ở đây rồi, đây tôi đem về cho cha. Còn anh á, lo về trển luôn với thầy Du, nói là tôi gửi lời cảm ơn thầy nhiều lắm nhé. Nhớ. Nhưng mà cô ba cũng phải cho tôi biết nhà để có gì tôi tới lui thăm ông giáo chứ. Không cần, tôi mang nó về cho cha được rồi. Anh phải lo về trển với thầy Du, nhớ nghe. Biết thế nào ông cũng bám theo mà. Kệ, thà vậy để thầy Du có biết chuyện cũng không nói dễ dãi. Chắc thầy Du thích mình nên mới nhờ ổng tới đây để dò hỏi mình. Má ráng lên. Má, có con đỡ má rồi, má không té được đâu. Má ráng. Dạ. Đã lên má. Thôi, cho má nghỉ nghe. Má, ráng thêm vài bước nữa má. Má mệt rồi. Dạ rồi, dạ rồi. Để con đỡ má ngồi nghỉ nha. Má cẩn thận má. Má uống nước nha. Nè má. Con cũng nghĩ đi. Cứ mỗi lần dìu dắt má tập điên vậy con cũng cực lắm á. Chỉ cần thấy má đi đứng được bình thường thì có cực cỡ nào con cũng chịu được hết. Cái chân của má yếu lắm rồi, má chỉ sợ là không có cải thiện thêm được nữa thôi. Má có công mài sắt mà. Má nhớ lại đi, mấy năm trước á má nhấc cái chân còn không được nữa, còn bây giờ á má gượng gì được, thậm chí còn đi được vài bước nữa. Ước mơ lớn nhất của đời con đó chính là được nhìn thấy má đi đứng được bình thường. Má được như bây giờ là nhờ có con trai của má nè. Mặc dù không hy vọng nhiều nhưng mình cũng mong có một ngày chân mình đi đứng bình thường trở lại, để mình đi tìm thằng độc nhất. Ủa, cha,
Cha khỏe chứ mà ra đây cho gió mái? À, cha khỏe rồi mới ra đây chứ con. Uống mấy thằng thuốc của bà thầy á, đỡ hẳn đó nghe con. À, dạ. Cha thấy cái mớ bù kết này nè, đem ra phơi khô, nướng lên tặng cho tụi con gội đầu. Thôi cha vô nghỉ đi, để cho con. Ê, có nhiều đâu, cha sắp xong rồi. Thôi cha vô nghỉ nè, cha cầm thuốc vô nghỉ đi, để cho con. Ủa, thuốc này đâu vậy con? Dạ, dạ, thuốc này là... Dạ, thuốc này là của cậu con, gửi cho ông giáo tẩm bổ. À, dạ, cậu con có kêu con đem tới tận nhà, dạ hỏi thăm ông giáo cho phải phép. Bị cậu con nhiều việc quá chưa thu xếp được xuống thăm ông giáo. À, cậu cho tôi gửi lời cảm ơn thầy Du. Tôi không ngờ thầy quan tâm tới tôi như vậy. Dạ, cũng không giấu gì ông giáo. Cậu nhà con thiệt dạ cảm mến cô hai nhà mình. Nhưng mà cậu con vốn là người cẩn trọng, kêu con xuống dò hỏi coi thử cô hai nhà mình có mối nào chưa. Nếu mà chưa thì cậu con mới dám tỏ lòng rồi tiến tới. Cô hai nhà này là vợ sắp cưới của tôi rồi. Gia đình hai bên đã dạm ngõ, chịu lời rồi. Cuối năm là làm đám cưới đó. Nếu cô hai có chỗ rồi thì để con về con thưa lại với cậu, để cậu biết đường định liệu. Thiệt tình là cho tôi gửi lời xin lỗi nha. Bởi vì con gái tôi nó có nơi có chỗ rồi. Dạ, cậu con hiểu mà. Không có chi ông giáo. Thưa ông giáo con về. Về lẹ đi, nói với thầy Du là chị hai tôi sắp lấy chồng rồi, để thầy đừng có cực lòng tơ tưởng nữa, nghe. Ủa, Út Lệ. Dạ. Chủ của nó là ai vậy? Sao bây giờ anh không biết? Dạ, là thầy Du, thầy Lan ở Vạn Nhân Đường trên thị xã á. Cái thầy Lan này ngó bộ cũng đàng hoàng lắm. Nhưng mà thầy á, là thầy đã ưng thuận con rồi. Cho nên con về thưa với anh chị ở bển á, qua đây để mình coi tiến hành cưới xin đi con. Dạ, con sẽ về thưa ba má con liền. Anh Nghĩa, lẹ lẹ nghe, cái chuyện cưới xin á, chú có lần lụa hoài. Biết đâu muốn chị hai em bị người ta lấy mất á, lúc đó có khổ có tiếc cũng không làm gì được đâu. Thiệt mà. Dạ, con có mang qua cho thầy bao lúa với mấy cần cá khô, con mang ra sau bếp cho thầy nghe. Cảm ơn con. Em nói thiệt á. Anh, có chuyện chi mà hẹn em ra đây gấp vậy? Bông. Ừ? Em có biết chuyện thầy Lan ở trên thị xã để ý em không? Dạ, em có nghe cha với bé Lợi kể lại. Em cũng thấy ngạc nhiên. Em mới gặp thầy có hai lần, có thơ gửi gì đâu, sao có tình ý cho Đặng. Mới có hai lần à? Không được rồi. Như vậy anh phải càng thưa gấp ba má chuyện này nữa. Còn em á, mai mốt mà lên thị xã cứ để anh đưa. Còn nếu không á, thì kêu anh đi chung, biết không? Anh đừng lo nghĩ nhiều quá. Thì người ta có tình ý với em, mà em á, thì đâu có đáp lại. Thể gặp người ta thì em làm lãng, vậy là xong. Em làm lãng nhưng mà lỡ người ta cố tình sổ sàng rồi sao? Không được đâu. Anh sẽ thưa ba má gấp em xin cưới em liền. Chứ bây giờ anh đứng ngồi không yên rồi nè. Anh bình tĩnh đi. Em không có phải lòng thầy Du đâu. Mà nếu có lấy chồng á, thì em sẽ lấy anh, không lấy ai khác đâu. Miệng lũi dữ trời. Chuyện là vậy cậu, cô hai nhà bên sắp lấy chồng, phải chi cậu gặp cổ sớm là được rồi.
cậu. Em tưởng cậu bị gì cậu, em kể chuyện quá trời luôn mà cậu không có suy nhê gì hết. Cậu không thấy buồn thấy tiếc khi nghe câu chuyện hả cậu? Chứ mày nghĩ tao sẽ làm gì? Dạ, cô Bông có ý trung nhân cũng là chuyện bình thường, tao cũng đoán được. Chừng nào cậu không có ai theo đuổi thì đó mới là chuyện lạ. Dạ đúng 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 đúng. Dạ. Ủa vậy rồi cuối cùng cậu chấp nhận rút lui, buông bỏ luôn hả cậu? Thằng đó ở đâu, nhà như thế nào, gia thế ra sao? Em có núp rình theo dõi, nhà thằng đó cũng bề thế dữ lắm. Xong em có hỏi bà con xung quanh nữa, biết ba má của thằng đó có cái xưởng đèn kéo quân ở xóm rạch. Ui mà gia thế nó làm sao kể nó, làm sao sánh bằng cậu được. Không lẽ cậu thua thằng đó? Cậu mà thua nó là tức lắm rồi nha. Ôi da. Mày nói gì? Tao mà thua nó hả? Dạ em đâu có nói vậy đâu. Em đâu có nói cậu thua ai đâu. Dạ, bởi vậy em mới nghĩ cậu dư sức có được tình cảm của cô Bông à. Dạ. Mày thu xếp đi, mai tao thưa chuyện với bà, tao với mày xuống dưới một chuyến. Tao nghĩ cô Bông là người có hiếu với cha, chỉ cần tao với mày xuống dưới thường xuyên một chút, quan tâm ông giáo nhiều hơn một chút, dần dà cô sẽ động lòng chuyển hướng qua tao. Thông minh. Dạ đúng rồi cậu. Khi nào cậu đi cậu nói em tiếng nghe. Sáng nay tôi ghé qua xưởng lồng đèn coi thợ thầy làm việc, lâu nay không để ý, giờ ngó coi cái con Bông, con gái lớn nhà ông giáo thứ, thấy cậu bộ nó siêng năng dữ ông ha. Con bé đó chịu khó từ nào đến giờ rồi, ở xưởng này nó làm được việc lắm đó. Tính tình đó thì hiền lành, dễ mến, thiệt thà nữa. Tôi biết chứ, nó con nhà giáo học, nhà ông giáo thứ tuy nghèo nhưng biết cách dạy con. Dạ, dạ thưa ba má, dạ con có việc muốn xin ý kiến ba má. Chuyện gì vậy con? Dạ con muốn xin phép ba má cho con được lấy vợ. Dạ người mà con ưng á. Dạ. Con đang nghĩ cái gì trong đầu vậy Nghĩa? Chuyện cưới vợ cho anh hai con, ba má còn đang sốt ruột đây nè. Chuyện chưa đâu vô đâu mà con đã giành cưới vợ trước anh hai con rồi hả? Con không thương anh hai con hả? Má, bà nói chuyện gì kỳ cục vậy? Hai anh em tụi nó, đứa nào lấy vợ trước cũng được mà. Ông không nhớ thầy Năm nói gì hay sao? Thằng Hiếu là phải lấy vợ sớm, bệnh tình của nó mà dây dưa kéo dài, tới chừng lấy được vợ sợ mà khó có con. Còn thằng Nghĩa, dạ, con cứ vợ ba má không cấm cản gì hết, nhưng để ba má lo đám cưới cho anh hai con trước đã, rồi mới tới con. Con ưng đứa nào thì kêu nó chờ đi, xong xuôi hết rồi con nói với ba má một tiếng. Lúc đó ba má cậy người qua nhà người ta mà thưa chuyện. Dạ con biết rồi má. Sao? Có chuyện gì muốn nói với má hả? Sao cứ lấm lét nhìn má hoài vậy? Dạ má tài thiệt nghe.
Má là má của con mà. Có chuyện gì nói đi nè. Dạ, con tính xin má để con về sớm rạch thăm ông giáo thứ. Con nhờ má ở đây coi khám bệnh giùm con. Bệnh nhân của phòng khám này á đâu có ít. Mà sao con quan tâm đặc biệt tới ông giáo thứ vậy? Tại con mến cô Hai Bông, còn cái lớn của ông giáo thứ. Trời, con mới gặp cổ đâu chừng có một hai lần thôi mà con tương tư con người ta rồi hả? Má, má thấy cổ sao má? Thì má thấy cô Hai nhà bên đó cũng nết na, hiếu hạnh, ăn nói thì lễ phép, từ tốn. Đúng là con nhà gia giáo. Vậy coi như con qua được cửa ải đầu tiên rồi nghe. Vậy con xin má để con về dưới thăm ông giáo thứ nghe. Con thiệt dạ với người ta hả? Dạ thiệt chứ. Nhưng mà con có tìm hiểu kỹ chưa? Rồi lỡ như cô Hai có mối rồi sao? Không có đâu má, con tìm hiểu kỹ rồi. Với lại con cũng tin vào duyên nợ. Nếu như cô Bông là của con thì trước sau gì cổ cũng là của con. Nếu như mà con thiệt dạ với người ta thì lần này má đi với con. Dạ. Nhưng mà như là một cách má tỏ lòng kính trọng ông giáo thứ thôi. Còn như những lần tới, nếu mà con muốn quan tâm chăm sóc ông giáo với lại cô Hai á thì tự con đi một mình. Dạ. Cha ơi. Sao ngủ nhiều vậy nè? Cha, cha ơi, cha thấy trong người sao rồi? Sao mà lừ đừ dữ vậy nè? Cha nhức đầu quá. Cha. Bông ơi, Bông. Anh có mấy con cá đồng để biếu thầy nè. Ủa, thầy sao vậy em? Em cũng không biết nữa, em thấy cha cứ lừ đừ vậy á. Sao tay của thầy lạnh quá vậy nè? Hồi sáng á, cha còn ăn được miếng cơm. Em thấy cha lừ đừ vậy á, em hỏi á thì cha biểu là không có sao, nên em mới đi. Hồi nãy ở xưởng á, em thấy lo lo trong người nên mới xin chú thám báo cho em về nhà. Giờ vậy nghe, em cứ ở nhà bóp tay bóp chân cho thầy đỡ đi. Anh chạy qua nhà thầy Năm, đón thầy Năm qua đây liền. Nhà này nè ba. Dạ. Chào cậu. Dạ, con chào thầy. Cô Hai. Dạ, chào thầy. Chào cô Hai. Hôm nay tôi tới thăm ông giáo, mong là không có làm phiền cha con cô Hai. Dạ, con cảm ơn thầy nhiều. Thầy đến đúng lúc con đang cần. Cha của con sáng giờ cứ lừ đừ, mê mê. Con nhờ thầy khám giùm con. Ông giáo như vậy có thể là do khí huyết ứ trệ lâu ngày. Con nhìn sắc mặt có thể đoán được căn nguyên bệnh tình đó má. Mạch yếu, mi mắt và đầu chi nhợt nhạt, lừ đừ mê man là chứng khí huyết hư. Dạ,
Thì lúc nãy con cũng nói là do chứng khí huyết đó má. Tạm thời cho ông giáo uống mấy thang thuốc này để cân bằng lại khí huyết. Chiều về lại phòng khám, tôi sẽ cắt thêm các vị thuốc nữa rồi gửi xuống đây cho ông giáo. Xin cảm ơn bà thầy. Bà thầy đã giúp đỡ cha con tôi nhiều quá. Dạ, không có chi đâu ông giáo. Cô hai, thuốc này do chính tay tôi hốt đó. Dạ, cảm ơn thầy. Không có chi. Tại vì tôi mến cô hai mà. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ thưa bà thầy, tụi con cảm ơn bà thầy đã cất công xuống đây thăm hỏi, rồi còn lo thuốc thang nữa. Nhưng mà vậy thì tụi con ngại lắm, nên xin bà thầy cứ kể tiền khám với tiền thuốc bao nhiêu con xin được trả. Dù sao thì con với cô hai đây cũng sắp làm đám cưới, ông giáo cũng là cha vợ tương lai của con mà. À, cậu không cần phải trả tiền thuốc đâu. Đây là tấm lòng của dạng nhân đường. Cậu với cô hai cứ xác thuốc này cho ông giáo uống. Còn mấy thang thuốc hôm bữa thì đừng uống nữa, vì ông giáo chưa khỏe nên chưa dùng được. Nay mai gì tôi gửi thuốc xuống thì sẽ có thêm dặn dò. Dạ, con cảm ơn thầy. Thôi, chào ông giáo tụi tôi về. Ông giáo giữ sức khỏe nha. Mạnh giỏi nha ông giáo. Dạ, xin chào bà thầy. Sáng giờ tôi không thấy cô ba ở đâu vậy cô hai? Dạ, em tôi hiện thời đang ở trên thị xã. Ủa, cô làm gì trên thị xã vậy cô hai? Em tôi học mai. Cô học ở đâu cô hai? Anh hỏi có chi không? Tôi hỏi cho biết. Nói tôi về nha. Nè, em ra sao nấu thuốc cho thầy đi. Để đem chăm thầy cho. Dạ. Làm thầy thuốc mà không biết trong thang thuốc chứa cái thứ gì, dám giao cho bệnh nhân. Trách nhiệm của con để ở đâu vậy hả? Còn mày. Dạ. Lần này bà thay cho. Con làm sao? Uống gói rời khỏi dạng nhân được. Con Bông nó là người tôi chấm cho thằng Hiếu. Còn thằng Hiếu, con hứa gì với má, con phải giữ lời nghe không? Dạ má, chuyện này con không thuận theo má được. Sao vậy? Tại vì Bông là người nghĩa thương đó má. Sợ gì bà rầu chuyện má bay. Bà cứ cố ý gán ghép con Bông với thằng Hiếu. Tuy rằng thằng Hiếu nó cũng tỏ rõ rồi, nhưng mà sáng nay đi với bà qua nhà ông giáo thứ, bà vẫn quyết tâm uống một bông để làm vợ thằng Hiếu. Cha thì cha quý trọng cái tánh của thằng Trọng Nghĩa, con mà về làm dâu của bển rồi là cha không có lo gì nữa hết. Cha, mình lo đám cho thằng Hiếu trước đi. Vì tôi thấy chuyện hôn nhân của thằng Nghĩa cơ bộ suôn sẻ hơn. Đám đầu xuôn, đám xa sẽ xuôn, đầu xuôn thì đuôi nọ. Hồi nãy á, tôi tiếng bác cậy người đọc ra xin được nghe qua giọng hỏi rồi. Đừng nói chuyện lớn vậy mà hay không biết gì nghe. Vậy sao? Chú thím bác muốn hỏi cưới hai cho anh Nghĩa